Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ 30 phút chiều, tức là 17 giờ 30 phút của ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thú thật với các bác rằng là tôi rất khó chịu những comment kiểu như này. Các bác có thể thấy rằng là ví dụ như là comment của cái ông Tuấn Phụng chẳng hạn. Anh bình luận chỉ có một chiều, sao không nói rằng là NATO đưa quân vào gây căng thẳng với cả Nga trước. Đấy là một cái ví dụ. Cái thứ hai nữa của cái ông Yegorov này, Hoàng Dôn là ai mà bình luận tình hình quốc tế, điều đó chỉ có chính phủ, Hoàng Dôn đừng nữa luyên thuyên. Rồi rất nhiều những cái comment kiểu rồi báo cáo với các bác rằng là thậm chí có nói rằng là tôi có cảm giác rằng anh đang kích động. Trời ơi, tôi đang kích động cái gì? Tôi đang kích động với ai? Tôi đang kích động ra làm sao? Trong khi đó chúng ta nhìn về cục diện quốc tế thì chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải biết rằng là chúng ta nên ứng xử như thế nào, đúng không ạ? Rất nhiều những comment kiểu rằng là thôi anh làm cái nội chính của anh đi, đừng có làm quốc tế nữa. Ông giỏi thì ông ngồi ông ấy copy paste những cái thứ gì mà ông cho rằng ông đúng đắn, ông vào để ông giải thích cho người ta, ông tranh luận với mọi người. Ông thế ông ngồi ông phán một cái câu rất xanh dờn, ông phán một cái câu rằng là không đúng đâu. Ôi trời, tôi hỏi rằng là tư duy trí tuệ ông thế nào? Người ta lại phải có thần giao cách cảm để hiểu được cái tư duy hay cái ý của ông nữa. Hoặc là anh chưa có hiểu biết, anh đừng có nói cái chuyện này ra. Ô hay, tôi chưa có hiểu biết thì tôi nói chuyện này ra, tôi có thể sai, tôi có thể đúng. Đúng không ạ? Nếu tôi sai thì bác phân tích cho tôi biết tại sao tôi sai. Còn nếu tôi đúng thì như thế nào, đừng có nói nữa. Đúng không? Bảo xanh dần rằng là anh chưa đúng, cái này anh không hiểu thì tốt nhất là anh đừng nói. Rất buồn cười với những con người như thế. Tôi nói thật, những con người như vậy là con người không có tính tranh luận, biện luận, không muốn mở rộng cái hiểu biết của mình, không muốn chia sẻ những cái thông tin của mình, mà chỉ thích rằng là phán chụp rồi đấy thôi. Các bác tưởng tượng rằng một ngày các bác mà làm gọi rằng là người ta làm sếp, những con người như vậy làm sếp, và các bác làm quân người ta, đến cái lúc mà người ta bảo với các bác rằng à anh đi ra kia đi làm việc này cho tôi, bác hỏi rằng là thế tôi ra đấy làm việc gì, thì bác cái phán dường là mày không cần biết, cứ thế làm thế cho tao. Thế thì các bác có động lực làm không? Tôi ví dụ như thế. Không chỉ cho người khác biết cách rằng là như thế nào, mà chỉ có một phán xanh dần như thế, thì những comment như thế là những comment vô giá trị, mà nó thể hiện một cái bản ngã, một cái sự sân si, phải nói rằng là cực kỳ của những con người như thế này. Trở lại vấn đề Ukraine, NATO, Nga, Trung Quốc, báo cáo với các bạn. Ngày hôm nay súng đã nổ, như tôi chia sẻ với các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp thì quân ở Nga này, quân ly khai thì đã chọc thủng phòng tuyến Ukraine, Ukraine thì đã cắt quan hệ với Nga, và chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ đi tới đâu, vân vân. Đó, rất nhiều những cái lý do mà nếu chúng ta ủng hộ những cái phần này, đó là chúng ta rất dở. Tôi đã chia sẻ với các bác một lần rằng là ngoại giao Việt Nam nên có một cái điều gì đấy, hoặc là nếu có làm thì chia sẻ một cách rất là chung chung và phải theo luật lệ quốc tế. Thế thì rất may ngày hôm nay là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, là bà người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì cũng đã ra cái thông báo khi được hỏi về tình hình Ukraine, thì đã nói một cái thông báo rất là chung chung như vậy. Đây là một cái thông báo hoàn toàn có thể nói rằng là chúng ta ở cái vị trí trung lập, trong đó có một cái đoạn rất ngắn nhấn mạnh rằng là phải tôn trọng hiến chương, phải tôn trọng các bên, phải tôn trọng hiến chương Liên Hợp Pháp, Liên Hiệp Quốc và những cái điều luật cơ bản của thế giới. Rõ ràng ở trong phần này, Nga không tôn trọng cái điều đó. Nếu chúng ta nói rằng là nước Nga lịch sử ra thế nào, lịch sử ra làm sao, ngày xưa là thuộc nước Nga, Nga thời Sa Hoàng, sau đó là gia nhập Liên bang Xô Viết, rồi sau đó vân vân, thì chúng ta không bao giờ chúng ta tôn trọng những cái ranh giới rồi địa chính gần nhất, đúng không? Nga không, tôi còn nói rằng là Ukraine là một cái chính thể phức hợp và phức tạp và chưa chắc đã là một chính thể nào. Vậy thì trước đây anh tôn trọng kiểu gì? Hóa ra anh chơi kiểu hai mặt à? Thế bây giờ Trung Quốc nó cũng bảo với chúng ta rằng là trước đây là cái cú của Việt Nam rằng là không hợp hiến hợp pháp hoặc là như thế nào đó, và từ ngày xưa nước Việt Nam cũng đã là một phần lãnh thổ của chúng tôi, và chúng tôi bây giờ chỉ là người đòi lại thôi. Vậy thì ở bên phía về phía gọi rằng là người Chăm đó,
chúng ta có hẳn một cái đồng bằng Tây Ninh thì bất cả gì đó, thì bên đó người Chăm nhiều chẳng hạn đó, thì bên Campuchia cũng nói rằng là à cái chỗ này là của người Chăm và lãnh thổ này thuộc của người Chăm, tổ chức này ngày xưa, và chúng tôi bây giờ phải đòi lại cái lãnh thổ của mình. Và thực tế có một bộ phận của Campuchia vẫn đang đòi lãnh thổ của chúng ta, cứ đúng không? Đây là những cái mà chúng ta có thể nhìn nhận rằng là luật pháp quốc tế là như thế nào, vân vân. Rồi có một bác nói rằng là ngày xưa chúng ta cũng đưa vào quân vào Campuchia để mà thế thôi, các nước bên cạnh hàng xóm là như vậy, thì các bác tự cho mình cả cái quyền, cái quyền mình muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Cái bài học của Campuchia nó khác hẳn với bài học của Ukraine này. Đó chính là Campuchia thậm chí đã tràn sang Việt Nam và đã giết hại hàng chục ngàn người Việt Nam. Chúng ta đấy là chúng ta được lúc đấy là gọi rằng chúng ta là chiến tranh gọi là vệ quốc, nhưng mà kẻ gây hấn trước là Campuchia. Họ đã giết hại đến hàng ngàn người Việt Nam ở biên giới, sâu trong biên giới Việt Nam, chứ không phải rằng là biên giới của nước họ. Trong đây là người Ukraine đã bao giờ đã đi tàn sát người Nga ở trong biên giới nước Nga chưa? Chưa bao giờ, đúng không ạ? Vậy thì có lý do gì? Đó. Cho nên đấy là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nha các bác. Hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Để thấy rằng là chúng ta hay là người Nga như thế nào đó. Nhưng mà thực tế chúng ta nhìn sang phương Tây thì cũng vậy. Cái bài này thì phương Tây trước đây cũng đã dùng ở bên Kosovo, và bây giờ Nga cũng dùng cái bài này với cả với Ukraine. Nhưng mà chúng ta biết, không biết là Nga thắng hay Nga thua, Putin thắng hay Putin thua, hay không biết rằng là châu Âu thắng hay châu Âu thua, Mỹ thắng hay Mỹ thua. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc chắn rằng ấy, chắc chắn rằng là người Ukraine sẽ thua. Có đúng không ạ? Người Ukraine sẽ thua. Bởi vì máu chảy là máu của Ukraine, mất đất, mất tổ quốc là của người Ukraine. Đúng không ạ? Họ trở thành một nơi để mà phô diễn chiến tranh. Họ trở thành một nơi mà chết chóc xảy ra. Chết chóc xảy ra. Và tất cả những cái điều đó các bác có thể thấy à, nó cũng chỉ là phục vụ lợi ích cho ai đó. Tôi xin chia sẻ các bác thế này, tại sao chúng ta lại phân tích tình hình thế này? Là bởi vì chúng ta phải hiểu để không bị chia rẽ. Không bị chia rẽ. Bởi vì chính quyền của Ukraine từ rất lâu rồi đã bị chia rẽ. Bị chia rẽ cho nên nó nghiêng về một cực. Đó. Đáng nhẽ là như chúng ta ấy, gọi rằng là độc lập thì không ngả vào bên nào, chỉ làm về lẽ phải thôi, thì Ukraine lại ngả hẳn sang một bên. Và đương nhiên ngả hẳn sang một bên thì gây hại bên còn lại, đúng không ạ? Chuẩn đúng không ạ? Tình hình Ukraine là cái tình hình mà nhãn tiền để cho các bác gọi rằng là, tôi hay gọi rằng là kênh của tôi rất kỳ lạ, mấy ông ba que ấy, gọi rằng là, và đấy là thuật ngữ bình thường thôi. Vì ông ba que thì hay bảo kênh tôi là kênh bò đỏ dư luận viên. Còn mấy cái ông mà gọi bò đỏ hay gì đó mà gọi là dư luận viên ấy, thì lại hay bảo rằng kênh tôi là kênh ba que. Tôi đứng giữa cái làn danh vậy đều bị hai bên mắng chửi hết. Là bởi vì rằng là tôi chẳng ngả vào bên nào sất. Cái gì đúng thì làm, nó là sự thật thì chúng ta phải nói là sự thật. Và rõ ràng là ở trong việc này Ukraine đã ngả về một phía rõ ràng. Và rõ ràng là Nga hoàn toàn về lý như các bác nói đấy, họ hoàn toàn có thể cảm thấy rằng là bị tổn hại để mặt lợi ích. Và từ đó là họ dùng mọi thứ để chia rẽ nước Ukraine. Và khi cái sự chia rẽ rồi thì các bác có thể thấy rằng là không còn sự đoàn kết thống nhất nữa. Và khi không còn sự đoàn kết thống nhất nữa thì đất nước Ukraine bị như vậy là một cái điều đã được dự đoán trước. Chúng ta nhìn vào tình hình này để chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ để Việt Nam ở trong cái chỗ đó. Hiện tại như là đừng bao giờ để Việt Nam của chúng ta vào trong cái hoàn cảnh như Ukraine hiện tại. Đó là điều rất khó, nhưng nó là sự thật. Đừng bao giờ để Việt Nam bị như thế. Giống như để chia sẻ các bác rằng là phòng bệnh có nghĩa rằng là không để cho mình xảy ra bệnh mới là tốt nhất. Chứ còn có bệnh rồi mới chữa thì kiểu gì cũng bị tổn hại sức khỏe. Có bệnh rồi thì bắt đầu mới đi chữa, đi phẫu thuật thì kiểu gì cũng bị tổn hại sức khỏe. Còn chúng ta cố gắng để làm thế nào không bị bệnh thì mới là tốt nhất. Thì ở đây ấy, chúng ta nhìn vào những cái bài học đó để chúng ta biết rằng là chiến lược ngoại giao của chúng ta làm sao, và con người của chúng ta, đất nước của chúng ta là cần phải đoàn kết trên dưới một lòng thống nhất như thế nào.
Bởi vì chỉ có trên dưới một lòng thống nhất, Đảng, Nhà nước với nhân dân là một, thì lúc này thế lực nào dám cản trở vào nước ta? Phương Tây nào có dám dùng chúng ta để làm bàn đạp? Vì làm sao can thiệp được? Anh phương Bắc đâu có dám là can thiệp quân sự vào chúng ta. Không bao giờ dám cái điều đó. Bởi vì trên dưới một lòng chúng ta là một. Đúng rồi. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận được từ bài học này. Và đặc biệt rằng là trong thái độ với mọi người, chúng ta hòa nhã, chúng ta không làm mất lòng ai. Đó. Chúng ta có từ chối thì chúng ta từ chối rất khéo, không làm mích lòng ai cả. Anh bạn phương Bắc cũng cảm thấy hài lòng với một người hàng xóm thân thiện. Anh bạn phương Tây cũng cho rằng là mình cũng có thể chơi được với ông này. Tất cả mọi thứ, làm bạn với tất cả mọi người. Và chúng ta khi đứng thì đứng vào lẽ phải, không đứng về phía bên nào hết. Có đúng không ạ? Không nghiêng về phía bên nào. Anh làm đúng thì tôi ủng hộ. Anh phương Bắc đúng thì tôi ủng hộ phương Bắc về cái vấn đề đó. Anh phương Tây đúng về vấn đề này thì tôi ủng hộ anh phương Tây. Những phương Tây mà có vấn đề sai thì chúng ta cũng không ủng hộ. Và chúng ta cũng khéo léo thôi. Anh phương Bắc cũng thế. Đúng thì chúng ta cũng không ủng hộ. Đó là đường lối ngoại giao của chúng ta. Phải cố gắng để mà dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nhưng mà phải thật sự khéo léo. Bởi vì nước chúng ta không phải là nước to. Nước lớn thì họ có thể có cơ hội bành trướng. Nhưng còn nước nhỏ thì nó khác lắm. Cho nên để mà tồn tại được đến tận bây giờ hàng nghìn năm lịch sử, khoảnh khắc bây giờ chúng ta ở đây, khoảnh khắc bây giờ chúng ta ở đây ngồi nói chuyện và tám chuyện với Ukraine thì cũng cho thấy một rằng là chúng ta đang bình yên. Chứ còn người Ukraine đang rất khác. Người Ukraine bây giờ đang rất khác. Đúng rồi. Họ không có được sự bình yên. Trước đó là nhiều Syria, Iraq, Liban. Họ có quan tâm đến tham nhũng không? Giờ này chắc không nữa rồi. Báo cáo với các bác, không nữa rồi. Cái quan điểm của họ bây giờ ấy là làm thế nào để sống sót, làm thế nào để mà có cái ăn cái mặc, chứ không phải rằng là quan tâm đến chống tham nhũng nữa. Không đúng. Các bác nào bây giờ hỏi về tham nhũng ở bên đó là lạc lõng đấy, lạc lõng đấy. Và tôi xin chia sẻ với các bác như này, tình cảnh Ukraine hiện tại cũng là do nội bộ rồi tham nhũng rồi tất cả mọi thứ bị chia rẽ. Ta bị chia rẽ. Thế cho nên mới xảy ra tình trạng hiện tại. Đó. Rất may chúng ta đã nhìn trước điều này. Tổng Bí thư cũng đã nhìn trước điều này. Và ngay từ năm ngoái đã tổ chức một loạt các hội nghị. Phải nói rằng là lớn nhất, lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội nghị văn hóa, hội nghị về nội chính, hội nghị về đối ngoại, rất nhiều hội nghị. Để thấy rằng là chúng ta phải làm thế nào để mà ấy được. Và rõ ràng cái việc mà Tổng Bí thư nhìn ra cái việc mà phải đốt lò, bởi vì người dân biết hết, cho nên là nếu anh không đốt lò là anh đứt. Nội bộ chia rẽ, những người mà tham quan và ngồi vào những cái vị trí lãnh đạo thì khi xảy ra sự cố, xảy ra biến như là Ukraine thì chắc là họ đã rời đất nước, họ bay về đi chỗ nước khác rồi, chứ không còn ở lại nữa. Vì thế, phải thay thế những con người như vậy thì nhân dân mới có lòng tin, củng cố tình đoàn kết dân tộc. Và các bác có thể thấy, đấy là con đường duy nhất. Con đường duy nhất. Chứ đừng có hô hào đa nguyên đa đảng. Anh kiện hở ra phát là một chính đảng thân phương Tây vào nó phá chúng ta. Một chính đảng thân phương Bắc vào nó phá chúng ta. Nhìn bài học Ukraine đó, để mà thấy rằng là cuối cùng, người trả giá, người thiệt hại nhất vẫn chỉ là người dân. Máu cũng ở người dân đấy. Đúng. Cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.